em có chiếc mini 35 nha, chuẩn bị giao về Maradak của Đắk Lắk ha. À. Máy này là máy siêu nhỏ, thích hợp với anh em làm nhà, gặt ruộng nhỏ, cù cù lại á, chạy êm lắm. Cái này thì lên 3 cục. Giờ cũng 9 giờ rồi, khách mới lựa xong giờ chốt tích tắc luôn ha. 35, máy quá nhỏ gọn mini luôn. Đây, đồ ngọn nó chút xíu rồi nè. Đẹp à. Bồn lúa còn đẹp luôn. Rồi, giờ em cho khách test cái rồi lên máy luôn. 35 này nhìn thấy gọn gàng, đã ghê hả anh em. Cái xíu à. Máy nhìn mắc cười. Quá nhỏ gọn. Rồi. Mới gắn mấy vị Google vô xong. Để khách test cái đánh luôn xong. Rồi, máy bắt đầu giờ lên luôn nha. Máy xong hết rồi. Chút nữa mấy cái nhấc nhau là để ngoài cho khách về thay. DC35. Máy mini. Nhỏ gọn. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặt cho khách xem á. Mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Thì hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường, đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Ở phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây, 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy nước ha. Được rồi, mà giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em tới lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Phía sau đây ha. Giờ máy mình có để sẵn ha. Anh em cứ thích thì đến test máy à. Nghĩ chiếc nào thì lấy chiếc đó ha. Rồi, xin chào anh em nha. Đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha. Đó, 167 quốc lộ 53, Long Hồ, Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Đây là con đường quốc lộ 53 đây ha. Đây. Cho nên dễ nhận diện nha.